Xin chào các anh em. Như vậy là sau những cái lâm sâm hàng loạt các đại gia bị âm nguyên thạch và những cái lâm sâm liên quan đến tỷ lệ bạo kích trên phần trăm sát thương bạo kích thì như thế nào nó sẽ đạt được cái tỷ lệ tối ưu, thì mình cũng có phân tích cái điều này ở trong một video trước đây. Nếu tính theo xác suất thống kê thì cái mức độ cân bằng giữa tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích về trung bình thì nó sẽ đạt được cái sát thương là cao nhất. Nhưng tất cả mọi điều thì nó chỉ nằm ở trên một cái mức độ tương đối mà thôi. Có nhiều bạn đem toán học ra phân tích như giáo sư luôn các bạn, hàng loạt các dãy số, hàng loạt các biến, hàng loạt các ẩn. Nói chung á, là mình nhìn vô là mình không đọc luôn, tại vì nó quá sức là phức tạp. Cũng có những cái bạn phân tích thì mình thấy nó cũng có những cái ý đúng. Ví dụ như bạn đó phân tích rằng tỷ lệ bạo kích thì không nhất thiết cần phải quá cao, khoảng chừng 30% là được rồi. Tại vì đối với là các bạn đã phân tích thì tỷ lệ 30% là nó cũng đánh liên tục gây ra bạo kích rồi. Nếu mà anh em nào ở đây ngày xưa từng chơi game MMU thì tỷ lệ bạo kích chỉ có 5% thôi các anh em, là đã rất là cao rồi. Lâu lâu nó á một cái bạo kích, một cái là đối thủ lăn đùng ra chết ngắt. Huống chi bây giờ tỷ lệ bạo kích lên đến 30%. Và bạn đã phân tích thì hiện tại chúng ta có một cái hoạt động thử thách cao nhất, đó là hoạt động leo tháp tầng 11, tầng 12. Thì trong hoạt động này nó là yêu cầu chúng ta đánh vượt quái trong thời gian nhanh nhất có thể. Vì vậy nên cái tỷ lệ bạo kích khoảng chừng 30% thôi, còn hạ lại chúng ta sẽ dồn hết vào trong sát thương bạo kích. Nếu như mà chúng ta xui không nổ bạo kích thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh lại đến khi nào mà chúng ta đạt được cái kết quả cao nhất thì thôi. Hoặc là đơn giản bạn đó nói nếu như ở ngoài thì chúng ta hoàn toàn có thể cắn thuốc lắc thêm để mà nó tăng cái tỷ lệ bạo kích của chúng ta, làm sao cho nó tiềm cận với lại cái mức độ tỷ lệ tốt nhất. Nhìn chung thì mình thấy các bạn mỗi người đều có ý kiến đúng riêng của mình, và tất cả chúng ta đều hướng tới làm sao cho cái nhân vật của chúng ta mạnh nhất có thể. Thực ra nếu các anh em để ý thì các bạn phân tích đó, những cái tiềm cận nó cũng không chênh lệch quá nhiều đâu các anh em. Có thể chênh lệch 5% hay là 10% so với lại cái chỉ số tối ưu mà thôi. Vì vậy cho nên các anh em cũng không cần quá chú tâm về cái điều này. Ok, và drama thì chưa bao giờ kết thúc. Ngày xưa thì mình có lập cái nhóm Plex Mobile 3D khoảng 30.000 thành viên thôi các anh em, mà ngày nào cũng có drama cả. Để nói lên rằng cái Sim Park hơn 300.000 thành viên thì chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều drama. Và gần đây nhất là việc chúng ta có cái banner Nham Thần John Lee được tạo hình cực kỳ ngầu với một cái lịch sử chiến thần gây ra biết bao nhiêu cái trận chiến đẫm máu ở trong cái cuộc chiến ma thần. Tuy nhiên thì không được mạnh như đa số các anh em kỳ vọng. Thậm chí nhiều người phân tích là nó còn yếu hơn những con Hero 4 sao nữa. Thì hiện tại nó đang chia ra. Một bên thì nói rằng chúng ta cần phải búp John Lee, trả John Lee về với đúng sức mạnh của mình. Còn nếu không thì sẽ đem ra những cái phản kháng, ví dụ như kêu gọi tẩy chay Genshin Impact. Hàng trăm cái bài viết như vậy mỗi ngày trên những cái diễn đàn, cũng như là liên tục có những cái lá thư gửi tới MiHoYo để yêu cầu chúng ta cần phải búp cái nhân vật John Lee này. Không chỉ ở riêng Việt Nam đâu các anh em, khắp ở thế giới và cả ở quê nhà Trung Quốc cũng như vậy, người ta đều có những cái phân tích rất là sâu sắc về John Lee. Người ta nói rằng John Lee không mạnh giống như là những gì nó đáng được nhận. Thậm chí đối với là những người chơi Trung Quốc thì người ta còn tiêu cực hơn. Người ta cho rằng Nham Thần John Lee chính là cái hiện thân, là tượng trưng cho đất nước Trung Hoa cổ đại. Vì vậy cho nên không thể làm yếu được. Nếu như mà anh em làm yếu như vậy thì là tự hạ thấp mình quá. Như vậy là rõ ràng mình là nước chủ nhà thì hiển nhiên mình phải búp cho cái nhân vật của mình là mạnh nhất. Chứ đằng này mình lại đẩy cho cái nhân vật mình là yếu nhất thì nó vô lý quá. Và sau đó hàng loạt những cái người chơi đem những cái tài khoản khủng nạp rất là nhiều, đem ra hack show livestream lên để mà kêu gọi tẩy chay Genshin Impact. Thực sự điều đó cũng là một cái tình yêu đối với lại Genshin Impact. Tuy nhiên là người ta thể hiện một cách rất là tiêu cực. Tuy nhiên với số đông còn lại thì họ cho rằng Nham Thần John Lee là một cái búp cho cái đội hình Nham và cái đội hình Khiên nói chung. Và Nham là một trong những cái nguyên tố có khả năng phòng thủ rất là lớn, chứ còn khả năng tấn công thì hiển nhiên là không thể so sánh cùng với lại những cái phản ứng nguyên tố của những cái nguyên tố khác được. Và họ cho rằng như vậy là đúng rồi, chúng ta không nên búp, tất nhiên là tăng cường sức mạnh cho hero, hoặc là có nghĩa là giảm yếu, suy yếu cái nhân vật đó đi. Họ đưa ra những cái lập luận rất là sắc bén để bảo vệ cho cái luận điểm là John Lee đây chính là một con hero hỗ trợ mà thôi, không có phải là con hero GPS mà các anh em cứ đòi nó phải gây ra sát thương khổng lồ. Và riêng mình thì mình cũng đã làm một cái video về tiêu điểm John Lee, thì mình cũng nói rõ rằng nếu như các anh em xét đến tận cùng thì John Lee rõ ràng là một con hero đánh hỗ trợ, chứ còn không phải là con DPS mà các anh em cứ cố phải build sát thương vật lý vào trong cái con John Lee này.
Và đến hôm qua thì MiHoYo đã chính thức trả lời chúng ta về cái vấn đề của John Lee. Ok, và bây giờ chúng ta cùng xem coi MiHoYo trả lời như thế nào. Đầu tiên, MiHoYo xoa dịu chúng ta và luôn luôn khẳng định rằng rất lắng nghe những cái ý kiến đến từ cộng đồng. Và trong thiết kế nhân vật thì MiHoYo luôn cố gắng mang tới cái trải nghiệm đa dạng trong cái chiến thuật của trò chơi. Dựa trên nguyên tắc đó thì John Lee cũng xây dựng như vậy, là anh ta là một cái nhân vật thiên về hỗ trợ, tập trung bảo vệ các nhân vật khác trong đội. Rõ ràng MiHoYo đã trả lời với chúng ta chính thức là John Lee chính là hero hỗ trợ rồi. Theo đó thì thế mạnh của John Lee là dựa vào tạo lá chắn và kiểm soát kẻ địch, có nghĩa là đánh khống chế CC, hóa đá kẻ thù á. Thì rõ ràng một game mà muốn hay, mà muốn hấp dẫn thì nó cần phải có các chiến lược, các đội hình khác nhau. Ví dụ như đội hình gây sát thương lớn, đội hình tăng, đội hình đánh khống chế, đội hình đánh phòng thủ. Mà nếu như giả dụ nha, Genshin Impact là một game mà có cái chế độ PvP thì chắc chắn John Lee nó hốt xác hết mấy cái team còn lại các anh em à. Tại vì nó có khả năng đánh khống chế, rồi có khả năng tạo khiên. Cái hai cái này nếu mà anh em nào chơi AFK, Rana hay là những cái game khác đi, ví dụ như Epic Seven hay những cái game chiến thuật khác đi, thì các anh em biết là cái khả năng đánh khống chế hóa đá đối thủ và cái khả năng phòng thủ tạo khiên là hai cái khả năng trong PvP là gần như là mạnh nhất. Tuy nhiên mà trong đánh quái vật thì hai cái khả năng này không phải là mạnh nhất các anh em. Tiếp sau thì MiHoYo phân tích chúng ta về hai cái kỹ năng là kỹ năng khiên ngọc và kỹ năng nộ thiên tinh. Nhận thấy rằng cả hai cái kỹ năng này thực sự là giúp những cái người chơi nâng cao khả năng sống sót suốt trong quá trình giao tranh. Nói chung là những cái phân tích này chắc chắn là các anh em đều biết cả rồi, chỉ chẳng qua là MiHoYo muốn lập luận lại cho chúng ta hiểu thêm mà thôi. Và MiHoYo cũng trả lời với chúng ta tất cả những điều chỉnh liên quan đến ải nè, đại thế giới nè, hệ thống và bản thân nhân vật đều là kết quả của đánh giá tổng hợp dựa trên những cái số liệu chiến đấu của nhân vật, phản hồi của người chơi, thiết lập nhân vật. Đây đều là những cái phương án hợp lý cũng như là được xem xét vô cùng cẩn thận nhiều khía cạnh. Ý của MiHoYo nói rằng ở đây là người ta đã phân tích rất kỹ, người ta xem xét và nghiên cứu rất kỹ rồi, chứ người không phải là người ta làm một cách sơ sài, một cách qua loa như là mọi người chơi khác đã nghĩ rằng là như vậy. Và hiện tại những cái phân tích chuyên sâu về John Lee đã được tiến hành trong cái phiên bản sắp tới là bản 1.2, thì căn cứ vào kết quả phân tích để tiếp tục đánh giá giúp cho mỗi nhân vật mà các người chơi đều có những cái cơ hội phát huy và mong rằng những người chơi hãy kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng thì chúng ta sẽ không có bất cứ một cái thay đổi nào cả. Họ đã hiểu tất cả những cái vấn đề của chúng ta. Tuy nhiên sau khi xem xét tỉ mỉ, cẩn thận và tổng thể thì họ cho rằng là John Lee đúng với là cái đồ thiết kế của người ta là như vậy. Sau khi mà bài viết này được chia sẻ, lại một lần nữa cộng đồng lại tiếp tục dậy sóng, lại vô cùng giận dữ, lại chửi bới MiHoYo. Những chuyên gia phân tích lại tiếp tục phân tích so sánh John Lee với lại những hero có trước đó và cho rằng John Lee là một cái hero không hề mạnh ở bất cứ một cái điểm nào cả. Kể cả tạo khiên thì cũng không bằng những hero tạo khiên, ví dụ như là Diana, Noelle, kể cả mà đánh CC có nghĩa là đánh khống chế các anh em thì cũng không bằng những con hero hệ phong, ví dụ như là Venti, Sprout. Chỉ trong vòng chưa đến 10 tiếng đồng hồ thôi các anh em, hàng ngàn các lượt bình luận, hàng trăm cái lượt phản đối ở trên khắp các diễn đàn trên khắp quốc tế. Còn ở Việt Nam thì chắc là hiện tại người ta đã không duyệt cho những cái chủ đề như thế này nữa rồi. Còn riêng đối với là cái cá nhân mình thì mình thấy rằng các anh em cần phải cho MiHoYo thêm một chút thời gian nữa. Và chúng ta cần phải phân tích sâu hơn về John Lee, chúng ta cần có bộ thánh di vật tốt, cần có vũ khí tốt và chúng ta cần phải đưa John Lee lên đến mức độ tối ưu cái đã. Nếu như mà các anh em nhớ trước đó, tại cái phiên bản đầu tiên á các anh em, những cái hero như là Bennett nè, Sprout nè, Sindel nè, những con hero hỗ trợ mạnh nhất hiện tại bây giờ á là những con hero được đánh giá là phế nhất tại lúc đó. Về cá nhân mình thì mình là người chơi đam mê, đuổi waifu nên mình cũng không có nhiều quan tâm lắm về John Lee, về sức mạnh của từng hero nó như thế nào. Tuy nhiên, những phản ứng tiêu cực của các anh em thì nó đang làm cho cái cộng đồng nó bị chia rẽ và cái game nó đang xuống dốc. Thì bản thân mình thấy rằng Genshin Impact chính là một hiện tượng. MiHoYo ngày xưa chỉ là một công ty game nhỏ thôi các anh em. Và họ đem hết toàn bộ tâm huyết, tài sản của họ ra đánh cược vào cái ván bài lớn Genshin Impact này. Và cuối cùng là họ đã thành công và trở thành một cái hiện tượng và được đánh giá là game của năm. Thực sự thì lúc này họ bị rất nhiều những cái đối thủ, những cái ông lớn trong cái ngành công nghiệp giải trí game này á,
họ cạnh tranh không lành mạnh các anh em. Họ dùng những cái bài phân tích rằng cái Genshin Impact chính là một game đạo nhái, với cái những cái nội dung góp từ những cái hay từ game này game kia. Có rất nhiều những cái phương pháp ông lớn của làng game đã dìm hàng thanh niên mới nổi Genshin Impact này. Và nếu như mà nhìn đến tận cùng thì trong cái đợt tẩy chay Genshin Impact này thì miHoYo chính là cái người bị thiệt hại nhất, và ngay chính con cưng Genshin Impact chính là người phải hứng chịu cái thiệt hại này. Như vậy, mình hy vọng rằng tất cả các anh em chúng ta vẫn tiếp tục thể hiện cái quan điểm của mình, đồng ý hoặc là không đồng ý. Tuy nhiên thì chúng ta không nên phản ứng theo cái phương pháp tiêu cực mà gây hủy hoại cái game waifu Genshin Impact này của chúng ta. Và điều mình quan tâm nhất hiện tại bây giờ là nó đang cho waifu Ayaka của chúng ta mặc quần đùi thay vì mặc váy pencil giống như là những cái rò rỉ trước đây. Và hy vọng rằng cái cộng đồng của chúng ta vẫn tiếp tục vững mạnh ở trong những cái năm tiếp theo. Đó là quan điểm của mình. Còn các anh em có những cái quan điểm như thế nào, hãy cùng bình luận xuống bên dưới để chúng ta thảo luận thêm. Ok, bye bye tất cả các anh em, và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những cái video sau.